Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Ma thần. Phần 2 của Ma thần. Chúng ta cùng nghe tiếp Trường 133 Cấm khu thứ ba Bảy năm trước Thực thể Alpha Từ một cánh cổng không gian hạng S Đã xuất hiện Hủy diệt toàn bộ ba thành phố lớn Trường sức mạnh kinh hoàng của nó Con người đặt tên cho nó cái tên quái thú Trải với những nơi khác Chính phủ không thể nào khôi phục lại được ba thành phố này Vì chúng đã bị ô nhiễm phóng xạ nặng Rốt cuộc nơi này Trở thành cấm khu và đến tận ngày nay, con người vẫn chưa thể giải quyết được nguồn ô nhiễm phóng xạ kia. Chính phủ cũng đành phải cấm người dân đến gần khu vực này. Là hắn sao? Vũ Anh Khang dán chặt mắt vào màn hình, nhìn thiên điêu vân đang lơ lửng trên bầu trời. Những người khác vốn cho rằng quân đội đã ngừng ném bom để các pháo sư có thể can thiệp vào trận chiến, nhưng thực chất đó không phải là mục đích của An Vũ Phong. Chỉ có người đó mới có thể chặn đám quái vật này lại An vu phòng đã nói vậy Ông ta cũng nói Người thanh niên này sở hữu sức mạnh lớn hơn Bất cứ võ sư Hay người gác cổng nào Nhưng bản thân Vũ Anh Khang Cũng chưa từng gặp được người này Nên người lính hô lên sừng sốt khung cảnh trên màn hình khiến họ Không khỏi kinh ngạc Hàng ngàn thanh khí kiếm Đang đâm xuống với tốc độ nhanh đến không tưởng Thế rồi vô số những thanh kiếm ấy đâm thẳng vào thân thể con quái thú khổng lồ một đòn tấn công này thậm chí còn mạnh hơn một làn đạn tự hành giờ như những thanh kiếm ấy có thể đẩy lùi đám quái vật bất cứ lúc nào thế nhưng thì nhiều vần bông nhíu mày cái gì tuy những thanh khí kiếm liên tục đâm vào đám quái vật Hắn lại không hề đả thương được chúng mà trái lại những thanh kiếm kia còn khiến chúng trở nên mạnh hơn Bông nhiên nano nói Mức độ phóng xạ trong không khí đang tăng cao Phóng xạ ư Đúng lúc đó Một luồng sáng màu lục Dần cô động lại trong không khí Dưới vô số những thanh kiếm khí kia Đám quay thú bắt đầu trỗi dậy Ánh sáng màu xanh lục kia Chính là chất phóng xạ Thì Niệm Vân quan sát Thế còn quay thú alpha đang mở miệng Và thở phóng xạ ra Luồng xanh xanh chợt phóng lên không trung nhắm chuẩn xác vào thân thể thiên như vân Tốc độ di chuyển của nó quả thực nhanh đến khó tin kích thước của luồng sáng cũng không hề tầm thường dù có dùng năng lực dịch chuyển tức thời cũng không thể nào tránh được nó thiên như vân đưa kiếm lên ngay lập tức một thanh vô ảnh kiếm đã hình thành hắn cô dùng nó để chém ngang luồng sáng kia thế nhưng kết hợp với tốc độ của ánh sáng năng lượng trong đó phải tương đương với đòn tấn công của thiên lôi Thứ này Vô ảnh kiếm đã thất bại trước luồng sáng kia Thì Điều Vân lập tức Bị ánh sáng hất văng ra phía sau Và biến mất khỏi bầu trời Theo sau luồng ánh sáng nọ Gió bắt đầu nổi lên như bão Các võ sư và người gác cổng Đều không kìm nổi vẻ kinh ngạc Không thể nào Ôi trời Để đòn tấn công đó Mà cũng không có tác dụng sao Khi thấy Hàng ngàn thanh khí kiếm xuất hiện trên bầu trời Họ đều cho rằng con quái thú kia sẽ bị đả thương, thế nhưng rốt cuộc thân thể nó vẫn nguyên vẹn như cũ, kiếm khí cũng không tác dụng với nó sao. Từ Giang Lê ngật người, là một đại võ sư thượng cấp, kiếm khí chính là tuyệt chiêu của hắn, thế nhưng theo như những gì hắn vừa thấy, thì đòn tấn công ấy không hề có tác dụng. Không thể nào. Chứng kiến cảnh tượng kia, Từ Giang Lê cảm thấy hết sức thất vọng so với sức mạnh của Thiên Di Vân thì quả thực hắn chẳng là gì. Phần lớn mọi người đều tỏ ra lo lắng và sợ hãi, chỉ có duy nhất một ngoại lệ. Để lượt ta. Đối với Lưu Hiếu Thi, đây là cơ hội để hắn tỏa sáng. Tuy hắn không thể đối với Thiên Di Vân, nhưng nếu có thể hạ gục được con quái thú này thì hắn cũng có thể chứng minh được vị thế của mình. Gia gia đã dặn ta không được rời đi việc ta sẽ chứng minh cho tất cả thấy Ta chính là đệ nhất võ sư Liều hiu thì Đã rời khỏi tử cấp Dù không được ông nội mình cho phép Sống cuộc đời của hắn 90 năm dòng dã Ông luôn ép hắn phải ở lại đó Nhưng điều đó không thể nào Giam cầm được ý chí của hắn Mà chỉ khiến hắn càng nung nấu Ý định rời đi Liều hiu thì muốn trở thành kẻ mạnh nhất Kẻ đứng trên tất cả Ta sẽ dùng cơ hội này để cho những người kia thấy sức mạnh của mình Trước sự kinh ngạc của mọi người Liêu Hiếu Thi lao về phía con quái thú Nhưng bông nhiên Có một bóng người nhảy ra chặn hắn lại Huyền Phụng nói Khoan đã Cái gì Người hãy đợi đi Vẫn chưa xong Thì Nhiều Vân đã dặn Huyền Phụng Không được cho bất cứ ai đến gần Vậy nên hắn cùng ngàn không cho Liêu Hiếu Thi đi Cái gì mà chưa xong Người không thấy hắn đã bị hất văng đi rồi sao Giáo chủ sẽ không thua cuộc dễ dàng như thế Giáo chủ của ta là người mạnh nhất Giáo chủ À Hắn là giáo chủ của ngươi ư Đúng vậy Huyền Phụng tự hào trả lời Bật đi giáo chủ Chắc ngươi sẽ buồn lắm Nhưng danh hiệu đệ nhất võ sư sẽ về tay ta Khi gì Liều hiêu Thì thực chất không có ý chọc giận huyền phụng nhưng một khi đã động đến thiên điêu vân thì huyền phụng đương nhiên không thể tha thứ cho hắn được sao người dám huyền phụng đưa tay ra định tấn công hắn thế nhưng liêu hiêu Thí đã nhẹ nhàng chặn huyền phụng lại người thấy vậy hắn liền dùng đến hỏa khí liêu hiêu thị lùi về phía sau tuy chỉ là một bước nhảy nhưng điều đó đã cho huyền phụng thấy liêu hiêu thị không phải kẻ tầm thường Hắn rất mạnh Vậy những gì hắn nói lúc trước Cũng không phải là vô lý Huyền Phụng rút thanh kiếm phía sau lưng ra Hắn biết đối đầu với kẻ này Sẽ không dễ dàng Thế vậy Liều hiểu thì chỉ tay về phía sau rồi nói Chúng ta không có thời gian cãi vã đâu Chẳng phải ta nên ngăn con quái vật kia lại sao Bông rừng Một tiếng động lớn vang lên Mặt đất chấn động Con quái vật vừa hất vang thiên như vân đi Lại bắt đầu di chuyển không chỉ có mình nó mà những con quái thú nhỏ hơn cũng bước về phía trước hướng về cho quân đội giáo chủ huyền phụng nhíu mày hắn không biết liệu thiên như vân có bị thương hay không lợi dụng cơ hội ấy một bóng người đã lướt qua hắn tên khốn dù khoác một bộ giáp nặng nhưng tốc độ của hắn vẫn rất nhanh liêu hữu thi lướt đi trên không trung một cách nhẹ nhàng hắn đang bay kìa không thể nào vậy hắn là một đại võ sư thượng cấp sao nhưng võ sư khác không dối nổi kinh ngạc trong giới võ lâm chỉ có duy nhất 5 người đã đạt đến cảnh giới đại võ sư thượng cấp bên kia huyền phụng ngay lập tức đuổi theo lưu hữu thi trước cảnh tượng đó từ giang lệ nhíu mày chuyện quái gì thế này chỉ trong vài phút đã có ba võ sư lạ mặt bất ngờ xuất hiện và cả ba đều là những người rất mạnh Phi Bạc Hiền lo lắng hỏi Lưu Tố Hoa Thư Kỳ Lưu Chúng ta có nên ngăn họ lại không Hắn cho rằng Với năng lực của Lưu Tố Hoa Thì chắc hẳn cô có thể ngăn bọn họ lại được Thế nhưng Cô chỉ lắc đầu rồi trả lời Tôi nghĩ không cần làm vậy đâu Gì cơ Phi Bạc Hiền nhìn theo hướng Lưu Tố Hoa đang chỉ Trong lúc đó Lưu Hiêu Thị đang sung sướng Lao về phía con quái thú kia Cuối cùng hắn cũng có cơ hội Để thể hiện bạch võ kiếm Trước bàn dân thiên hạ Hắn có thể nhìn thấy con quái thú Đang di chuyển về phía trước Liều hiệu thì đưa tay lên Chiếc hộp sắt hắn đeo sau lưng bông mở ra Để lộ 36 món vũ khí Nhưng rồi Hơi nóng ập tới phía sau lưng hắn Khiến liều hiệu thì phải nhanh chóng tránh sang một bên Đây là Chẳng phải ta đã bảo ngươi dừng lại rồi sao Thầy huyền phụng đang theo sát mình Liệu hiệu thì lắc đầu Người đúng là một kẻ cứng đầu Nếu đã vậy thì Tay trái hắn nắm lấy một thanh đoàn kiếm Tay còn lại cầm trường kiếm Thế rồi hắn đưa tay về phía trước Bốn món vũ khí lập tức xuất hiện Từ bộ giáp sát Đào, kiếm, thương Và một quả cầu tròn có gai Bạch võ kiếm Bốn món vũ khí lao về phía huyền phụng Đoàn tấn công này quả thực không hề đơn giản mọi thư vô khí đều chuyển động rất thuần thục như thể có bốn võ sư đang điều khiển chúng kỹ thuật rất mạnh huyền phụng hơi ngạc nhiên trước cảnh tượng đó hắn dừng lại rồi sử dụng ảo ma kiếm hòng chặn chúng lại từ thanh kiếm của hắn vô số những bóng đen hiện ra đan vào nhau thành một chiếc lưới dày đặc chặn đòn tấn công của đối phương lại nhưng bông rừng huyền phụng nhíu mày kịch quái gì thế này đây là lần đầu tiên Hắn thấy thuật võ kỳ lạ này Những thứ vũ khí kia Đều như có sinh khí riêng Trung di chuyển theo một quỹ đạo quỷ dị Tìm ra sơ hở trên chiếc lưới của hắn Rồi tấn công từ đó Huyền phục bắt đầu vận đến hỏa khí Hắn biết võ thuật thông thường Sẽ không thể nào đấu lại được đòn tấn công kia nghi vậy Hắn liền kết hợp hỏa khí với ảo ma kiếm Thanh kiếm chẳng mây chốc Đa nhuốm màu lửa Chiếc lưới cũng trở nên vững chắc hơn khiến bốn món vũ khí kia bị đánh bật ra phía sau Thấy vậy Lưu hưu thì có vẻ ngạc nhiên hả ngươi chặn được thứ đó sao võ công tốt đấy vậy mà lại đi làm thuộc hạ của kẻ khác khác với những gì hắn ta dự đoán huyền phụng đã chặn được đòn tấn công của hắn Lưu hưu thì đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với huyền phụng để xem ngươi có chặn được đòn này không Lưu hưu thì đưa tay lên Bốn thư vũ khí lại hiện ra từ bộ giáp sắt Rồi lao về phía huyền phụng Nhưng đúng lúc đó Hai người bỗng nghe thấy Một âm thanh lớn vang lên từ phía sau Hai người nhìn lên Thấy một con quái thú cao 30 mét Đang lao về phía họ Với tốc độ rất nhanh Giờ như sau khi thấy hai người đánh nhau Đó đã tách khỏi đám quái vật kia Và nhắm vào hai người họ Vừa đi Con quái thú vừa gầm lên Mỗi bước đi của nó đều khiến mặt đất rung chuyển, người muốn chết sao? Liêu Hưu Thì đưa tay về phía con quái thú kia, lập tức bốn món vũ khí trên không trung đổi hướng lao về phía con quái vật. đám quái vật săn đuổi loài người đều phải chết. Liêu Hưu Thì đã biết kiếm khí không có tác dụng với con quái vật này, nhưng hắn vẫn không ngừng dừng lại. bỗng chốc một luồng sáng đỏ loe lên từ mắt hắn, luồng năng lượng khổng lồ cũng được giải phóng. Làm kiếm khí chợt biến thành màu đỏ Năng lượng mạnh quá Ngày đến huyền phụng cũng phải kinh ngạc Từ khi đến thế giới này Hắn chưa từng phải ngạc nhiên trước sức mạnh của bất cứ ai Ta sẽ cho người thấy Mình đang phải đối đầu với ai Ta món mang theo năng lượng mạnh mẽ Lao về phía con quái thú Chúng kết hợp cùng nhau mà tấn công nó Con quái vật gầm lên hung hãn Ngạc nhiên thay Vũ khí của hắn đã khiến nó bị thương Nó rất mạnh Liều hiệu thị lại với tay Điều khiển cho những món vũ khí kia bay lên Ban đầu Hắn cho rằng vũ khí của mình Có thể đâm xuyên qua cơ thể con quái thú Nhưng rốt cuộc Lại chỉ khiến nó bị thương nhẹ Một luồng sáng xanh lục xuất hiện Từ miệng con quái thú Rồi được phóng lên không trung Liều hiệu thị bay lên Do ánh sáng kia không mạnh bằng đòn tấn công Của quái thú Alpha Nên hắn vẫn có thể tránh được Thật không ngờ Liều Hiếu Thị đưa tay lên không Chịu hồi thêm 8 món vũ khí nữa Đây là lần đầu tiên Phải dùng đến 16 món vũ khí Để đối đầu với một con quái vật Nói rồi 8 món vũ khí lập tức lao về phía đầu con quái thú Lần lượt đâm xuyên qua mắt, mũi, miệng và cầm nó Quả thực cũng không dễ dàng Chán Liều Hiếu Thị dịn mồ hôi Điều khiển 18 món vũ khí Cùng một lúc là việc rất khó khăn Dù hắn đã dành ra nhiều thập kỷ để tập luyện Nhưng chỉ cần mất tập trung một chút Là sẽ mất kiểm soát ngay Cuối cùng Những món vũ khí đó Câu khiến con quái thú bị thương nghiêm trọng Nó gào lên dữ dội Rồi lao đi như tên bắn Nhưng chẳng mấy chốc Con quái thú đang ngã gục xuống Thấy vậy Liêu Hiêu Thi mỉm cười Hàn lòng mồ hôi trên chán đi Rồi nhìn Huyền Phụng Thấy chưa con quái vật đó đối với ta chẳng là gì cả Nếu người còn muốn chặn chúng lại Thì đừng có làm phiền ta nữa Ta sẽ giết hết đám quái vật ở đây Nghe vậy Huyền Phụng chỉ mỉm cười Người ấy nhìn ra phía sau đi Phía sau sao Liệu hiệu thì thật thà quay ra sau để theo hướng mà Huyền Phụng chỉ Bây giờ hắn mới nhận ra rung động trên mặt đất đã biến mất Đám quái thú vốn đang lao về phía quân đội giờ đây đã dừng lại những bóng đèn mờ ảo đang giữ chân đám quái thú kia lại thứ gì thế này dần dần mặt đất bị lún xuống một nguồn áp lực khổng lồ đang ép lên đám quái vật đây là một thiên sư sao quả thực sức mạnh này không hề tầm thường luồng năng lượng đang ép lên quái thú lớn đến không tưởng nhưng cũng nhờ có thế mà chúng đã dừng lại đây chính là sức mạnh thật sự của thiên đưa vân Hàn đang hạ tay xuống điều khiển linh khí trong đất trời chuyện gì đang xảy ra thế này tôi đang nằm mơ sao Hàn đang dùng năng lượng để khống chế đám quái vật đó sao các võ sư khác không khỏi kinh ngạc họ vốn tưởng rằng thiên đưa vân đã chết nhưng không hắn vẫn còn sống chỉ trong chốc lát hắn đang ngăn được bọn quái vật kia từ giang lê ngẩn người lầm bẩm trong bàng hoàng không thể tin được Thiên sư Cảnh rơi đó là thật đả Thiên sư ư Nghe hắn nói vậy Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán Họ vốn cho rằng Cảnh rơi đó Chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết Còn quai thú alpha pha bước chân lên phía trước Nó đã quen với áp lực trong không khí Và bắt đầu di chuyển được Còn quai thú Lại một lần nữa mở miệng ra Ánh sáng xanh quen thuộc xuất hiện nó chuẩn bị tấn công kìa Mau tránh đi Các võ sư hét lên Dục thiên niêu vân chạy đi Trong tình thế này Không ai muốn để hắn hy sinh cả Họ nghĩ thiên niêu vân may mắn Nên mới sống sót được qua lần tấn công đầu tiên Thế nhưng Trước sự kinh ngạc của họ Thiên niêu vân lại bay đến gần con quái thú Thực thể an pha mở miệng Để dùng phóng xạ tấn công thiên niêu vân Thế nhưng Hắn đã vùng thiên ma kiếm lên không trung chém tan ánh sáng xanh lục kia. Chém được rồi. Sau đó, Thiên Như Vân lại nhắm vào cổ con quái vật. Một tia laser lập tức hiện lên, chấn động cả không gian. Khoảnh khắc ấy, mọi người có thể thấy đầu của con quái thú kia đã dần lìa ra khỏi cổ. Nó bị chém đứt rồi. Con quái vật của cơm Khu bị hạ gục rồi sao? Trước cảnh tượng ấy, ai nấy đều dán mắt vào theo dõi Thiên Điều Vân. Thầy còn an phá bị tiêu diệt Như con quái vật khác bắt đầu gào lên Rồi như chúng cũng nhận ra rằng Thủ lĩnh của mình đang bị giết chết Thế nhưng Tiêu kêu của chúng chẳng mấy chốc đã tan đi Thiên Điều Vân tiếp tục đưa kiếm Lần lượt chém đầu từng con quái vật Trước cảnh tượng đó Liều Hưu Thì cũng phải dán mắt Nhìn Thiên Điều Vân trong vẻ kinh ngạc Thế vậy Huyền Phụng cười hả hê <cười> Thấy chưa Vậy mới xứng danh với bốn chữ đệ nhất thiên hạ chứ Hết chương 133 Chương 134 Thiên sát tình Thành kiếm đó rốt cuộc là gì? Đôi mặt hắn sang lên khi được chứng kiến những nhát chém ấy Dường như thanh kiếm đang lướt đi qua cả ranh giới của thiên địa Xé toạc cả không gian Đó là cảnh giới mà hắn chưa thể nào hiểu được Có lẽ Gia Gia đã nói đúng trong suốt 90 năm chung sống Ông nội hắn đã nhiều lần kể lại câu chuyện này Đừng điều đó chỉ khiến hắn càng muốn rời khỏi tử cốc hơn Một lần nọ khi hắn chuẩn bị rời đi Đệ nhất thiên hạ Người nói cái quái gì vậy Nếu việc đó dễ dàng như vậy Thì lão già ta đây đã trở thành kẻ đứng đầu võ lâm từ lâu rồi Nếu ra ra quyết tâm Thì chẳng phải điều đó cũng khả thi sao Chuyện đó không dễ dàng như vậy đâu người nghĩ mình có thể đánh bại những võ sư khác với thư võ công đầy thiếu sót đó sao ừ con không tin người nữa đâu người đàn ông đó đã nói rằng với năng lực của con thì chỉ có ra ra mới có thể đấu lại được hơn nữa nếu người đã rút khỏi võ lâm rồi thì chẳng phải con sẽ là người mạnh nhất sao ai tên khốn đó đã tạo ra một mớ hỗn độn gì cơ nhưng hắn đã đúng Đừng có mà nói linh tinh Ngươi chưa biết được Vo lâm đáng sợ đến thế nào đâu Đó là một nơi rất phức tạp Một kẻ ngu xuẩn như ngươi Mà bước chân vào đó Thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối đấy Ngươi chỉ đang dọa sợ con mà thôi <laughs> ừ, Ta đâu có nói dối Khắp nơi đều là hiểm trở Núi cao còn núi cao hơn Không chỉ đối với ta Mà cả ngươi nữa Dù có khó khăn thế nào thì con cũng sẽ vượt qua được thôi Gia Gia trước đây đã gặp phải những ai Nghe đến đây Người đàn ông kia không đáp nữa Gia Gia Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Ông đành thừa nhận Đương nhiên là ta đã bị hạ gục Hai kẻ đó Ông vốn đã là một kẻ rất mạnh Nên câu trả lời này Quả thực là đáng ngạc nhiên Gia Gia chỉ đang làm quá lên thôi ta không hề nói quá. vậy họ là ai? hay cho con biết tên họ? đều đã là người quá cố rồi. người biết tên họ để làm gì kia chứ? À, hả? quá cố? hai người từng đánh bại gia gia hắn đều đã mất. không sao cả. ta cũng muốn thách đấu họ một lần nữa, nhưng thời gian có hạn. đến một lúc nào đó, cuộc đời ta rồi sẽ đi vào sử sách. Đừng để bản thân bị cám dỗ Hãy tập trung vào những gì mà mình cần làm Liều Hiêu thì liên tục hỏi tên hai người kia Nhưng Gia Gia không bao giờ trả lời hắn Sau nhiều lần như vậy Hắn bắt đầu cho rằng Ông chỉ đang lấy đó làm cái cớ Để ngăn không cho hắn rời đi Thế nhưng Sau khi thấy được kiếm thuật của người kia Hắn đã nhận ra Kiếm thuật đó mới là hoàn hảo Vào lần này Quả thực có rất nhiều kẻ mạnh cả người đàn ông tóc đỏ đó nữa. Thật kỳ lạ, tuy phải đối mặt với một con quái vật có năng lực khủng khiếp, Liêu Hiếu Thi không hề cảm thấy sợ hãi, mà lại càng cảm thấy quyết tâm hơn. Dù biết không thể hạ gục đối phương, nhưng vẫn muốn tách đấu người đàn ông đó. Bạch Thục cũng từng nói, để nâng cao võ công, ta phải đối mặt với những kẻ mạnh. Hắn đã đấu với Gia Gia quá nhiều lần, lúc này Hắn chỉ muốn thử thách đấu với kẻ kia Để xem mình có thể trở nên mạnh hơn nữa hay không Liều Hiệu Thì dùng khinh công nhảy lên không trung Lao đến chỗ những con quái thú kia hà Này! Huyền Phụng lúc này mới bình tĩnh lại Thì Liều Hiệu Thì không ngừng lao về phía trước Hắn hoảng hốt kêu lên Hắn vẫn muốn đấu với giáo chủ của ta ư ừ. ai Huyền Phụng lao đi Nghe mình nhất định phải chặn người này lại trong lúc đó Thì Niệm Vân đang xử lý những con quái thú nhỏ hơn Đúng lúc đó Hắn chợt nảy ra một ý tưởng Liệu thứ này có thể biến thành U Linh được không? Thử một lần cũng không có hại gì Hắn biết mình không thể biến quỷ tộc thành U Linh Vậy thì chắc hẳn con quái thú này cũng thế Vậy nhưng Thì Niệm Vân vẫn quyết định thử một lần sau khi chém qua lớp giáp dày trên da nó Thiên Điều Vân thử kết hợp dùng linh khí với Thiên Ma Kiếm. Ngay lập tức, một luồng sáng màu lam xuất hiện, khiến thanh kiếm tỏa sáng rực rỡ. Sinh mạng của con quái thú kia bị hút đi, khiến cơ thể của nó dần chuyển sang màu trắng. Có tác dụng rồi. Điều vậy là thứ này có thể trở thành U Linh được. Tuy nhiên, do cơ thể nó quá lớn, nên Thiên Điều Vân phải mất một khoảng thời gian mới có thể hấp thụ được hết sinh mạng của nó. Khoảng gần một phút sau Cơ thể con quái thú cao 30 mét Đã hoàn toàn chuyển trắng Một luồng khí mờ nhạt Dần được hình thành Nhân cơ hội này Hắn ngay lập tức đưa con u linh ấy Vào bên trong thanh kiếm Việc này tốn thời gian hơn con người bình thường Nhưng may thay Không ai chú ý đến điều đó Vậy thứ này quả thực Có thể biến thành u linh được Thật không ngờ Tiếc thay nếu biết chuyện này thì ngay từ đầu hắn đã thử biến chúng thành u linh Thế nhưng như vậy cũng đã đủ Ngay đến Được con quái thú loại nhỏ này cũng rất mạnh Chỉ có những đại võ sư thượng cấp Mới có thể đối phó được với chúng Bây giờ Hắn chỉ cần lấy được lõi năng lượng Bên trong cơ thể con alpha Trước đây hắn đã từng lấy được Năng lực của u linh alpha Vậy chắc hẳn hắn Cũng có thể hấp thụ được năng lực của con quái thú này Đồng lúc hắn chuẩn bị hành sự thì một tiếng nổ lớn bông vang lên Thì Như Vân đưa mắt nhìn sang Hàng loạt những quả cầu lửa Đang lao vun vút trong không trung Giữa đám cầu lửa đó Là một bóng người đang liên tục nhảy lên tránh đòn Đó là Lưu Hiếu Thi Chuyện gì thế này Sở hữu khinh công tuyệt đỉnh Lưu Hiếu Thi Thậm chí còn không cần quay đầu lại Để đối đầu với những quả cầu lửa kia Hàn Vân không ngừng lao về phía trước Có vẻ vóc công khá tốt Thầy Lý Thị đã chạy đến trước mặt Thiên Điêu Vân Huyền Phụng hô lên Giáo chủ Người không cần lo lắng đâu Ta có thể Thiên Điêu Vân đưa tay lên ra hiệu cho hắn ngừng lại Thế rồi hắn hỏi Người cần gì Trước câu hỏi của Thiên Điêu Vân Lưu Hiếu Thi tự tin trả lời Ta là Lưu Hiếu Thi Người thừa kế bạch võ đao Đến từ tử cấp Ta muốn xin tỉ thí với ngươi tỷ thí Thiên Như Vân nhớ mày Đây là lần đầu tiên có người bất ngờ xuất hiện Và xin tỷ thí với hắn Đặc biệt là sau khi chứng kiến những gì hắn vừa làm Hắn ta chỉ muốn thử vận may thôi Huyền Phụng không kìm nổi tức giận Nếu Thiên Điệp Vân không ra hiệu cho hắn dừng lại Nhất định hắn sẽ làm mọi cách mà tấn công Lưu Hiếu Thi Bông dừng Thiên Điệp Vân nhớ ra một điều Tử cốc sao Đây là lần thứ hai Hắn nghe đến cái tên này Hắn nhíu mày hỏi Người Người đến từ từ Cốc Nằm ở Bắc Câm Sơn đúng không Ồ oh, Người biết từ Cốc ư ừ. Đây là lần đầu tiên có người biết đến nơi đó Liệu hiệu thì không khỏi tỏ ra hào hứng Khi thấy có người biết đến nơi đó Thì Điều Vân nhìn người đàn ông trước mặt Năng lượng tỏa ra từ người này Quả thực là lạ thường Thế nhưng cũng không quá mạnh Giới như người này cũng không đủ mạnh để đánh bại được Haga Ít nhất là với năng lượng như vậy Vũ khí Thiên Địa Vân nhìn những thứ vũ khí của Lưu Hiếu Thi Có tổng cộng 36 món Nghĩ lại Thì cơ thể của Haga lúc ấy Cũng đầy những vết thương do đao kiếm gây nên Còn thiếu Lượng vũ khí tạo nên những vết thương ấy Phải trên 50 món khác nhau Thiên Địa Vân nhìn vào chiếc hộp kia rồi nói Ngoài những thứ vũ khí này ra Người còn nữa không Liêu Hữu thì hơi ngạc nhiên Trước câu hỏi của Thiên Điêu Vân Sao ngươi biết Chắc hẳn người phải có một vị sư phụ dạy võ Phản ứng của Lưu Hiếu Thi Đã khẳng định được điều đó Có lẽ người sư phụ này Còn mạnh hơn hắn nữa Hắn rốt cuộc là ai Thật không ngờ Thiên Điêu Vân Là có thể đoán được nhiều điều về hắn Người là ai Lưu Hiếu Thi vận nội lực hỏi giọng cảnh cáo thiên địa vân trông lại chẳng có vẻ gì là quan tâm hắn lại hỏi tên sư phụ ngươi là gì ta không biết nghe vậy thiên địa vân nhíu mày thực ra lưu hiếu thì quạt thật không biết tên ông nội của mình là gì tất cả những gì hắn biết là cuộc đời gắn với tử cốc và ông nội hắn là giả chủ bạch võ tâm người đang cô giấu diếm sao ta nói thật mà Ta học võ từ Gia 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 Xét theo phản ứng thì dường như Hắn không hề nói dối Trong lúc Thiên Điều Vân đang định hỏi thêm Thì bỗng lưu hiếu thì Dùng tay trái cầm đao Tay phải chụp lấy một thanh kiếm Thế rồi tất cả những thứ vũ khí khác Cũng chợt bay lên Thiên Điều Vân hỏi Giọng trầm thấp Người định làm gì Ta đâu có muốn đấu khẩu với ngươi Nam tử hắn là phải nói chuyện bằng vũ khí Lý Hưu Thi đưa tay về phía Thiên Điều Vân Lập tức 36 món vũ khí cung bay lên Mỗi món đều đi theo một quỹ đạo riêng Hàn Vân chưa dùng hết sức để đấu với ta sao Huyền Phùng không khỏi ngạc nhiên Mỗi thứ vũ khí kia đều sử dụng một kỹ thuật riêng Ngay đến Thiên Điều Vân cũng phải kinh ngạc Chưa thư võ công kỳ lạ này Lý Hưu Thị hóa ra còn thú vị hơn Ha Ga nhiều dù võ sư có mạnh đến đâu Thì cũng khó có thể kiểm soát được Hơn 12 món vũ khí cùng một lúc Chiêu thức thứ tư của Bạch Võ Tông Chiêu thức này gồm có 36 kỹ thuật Mỗi vũ khí lại tung ra một đòn tấn công khác nhau Trong số đó Vũ khí đầu tiên sẽ đánh trực diện vào đối phương Thì Điều Vân cũng hào hứng Đưa Thiên Ma Kiếm lên Trường võ công kỳ lạ này Hàn cũng muốn thử sức đã lâu rồi ta mới phải dùng đến chiêu thức này Thiên Điều Vân đứng yên Tay trái đặt ra sau lưng Tay phải nhẹ nhàng vung kiếm Ta còn nên thử thiên ma kiếm không Đó cũng chính là kiếm thuật mạnh mẽ nhất Do thiên ma tạo ra Trong quá khứ Thiên Điều Vân cũng từng có lúc Không thể sử dụng được chiêu thức này Nhưng giờ đây Hắn đã thông thạo thiên ba kiếm 24 kiếm thức được tung ra Hết sức hài hòa và tinh xảo Hắn đang đùa ta sao Trước đòn tấn công này Mà hắn vẫn có thể đứng yên được Liệu hiệu thị lại càng quyết tâm hơn Khi thấy thiên điều vân đứng yên một chỗ Cuối cùng Thiên ma kiếm đã va chạm với 36 món vũ khí kia Tiếng đào kiếm vang lên dữ dội Ánh lửa bật ra giữa không trung Tuy vậy Thiên điều vân vẫn không hề chớp mắt dù chỉ một giây Hắn nhìn chằm chằm vào chiêu thức mà 36 món vũ khí mà người kia đang sử dụng trông không hoàn toàn khác nhau. Nếu quả thực mỗi món vũ khí đều được khống chế một cách riêng biệt thì động tác của chúng sẽ thuần thục hơn, thế nhưng khi một món vũ khí bị bật ra phía sau nó sẽ không lập tức phản đòn lại. Tuy chưa hoàn hảo, nhưng quan điều nam huấn luyện Lưu Hưu Thi đã có thể điều khiển 36 món vũ khí cùng một lúc người tạo ra chiêu thức này chắc hẳn phải là một đại võ sư tuyệt đỉnh sau khi đối đầu với bách liễu đây là lần đầu tiên thiên nhiêu vân cảm thấy ngạc nhiên và ngưỡng mộ với võ công của một kẻ khác hắn chặn được đòn mà không cần di chuyển sao trong khi thiên nhiêu vân không ngừng quan sát và phân tích võ công của đối phương liệu hưu Thì lại tỏ ra kinh ngạc hắn không ngờ thiên nhiêu vân có thể phản đòn một cách dễ dàng đến vậy Vậy thì chiêu thức thứ hai Liêu Hiếu Thi Lại sử dụng một loại võ công khác Đòn tấn công của hắn lập tức trở nên dữ dội hơn Như thể Đang có vô số những binh lính Lao về phía kẻ thù Thế nhưng Thiên Điều Vân vẫn có thể dễ dàng chặn hắn lại Liêu Hiếu Thi chẳng mấy chốc Đã bị đẩy về phía sau Quả thực Võ công của hắn không hề có lấy một sơ hở Mỗi khi vũ khí hai bên chạm vào nhau Liêu Hiếu Thi là cảm thấy tim mình đang đập mạnh, cuối cùng hắn quyết định sử dụng một chiêu thức khác. Con bài cuối cùng của hắn. Phong 36 món vũ khí tập trung lại, bao vây xung quanh Thiên điều Vân. Thế rồi, chúng đồng thời tung ra đòn tấn công. Dù một trong số chúng bị chặn lại, thì những thứ vũ khí khác vẫn sẽ tiếp tục xông lên, khiến đối phương không kịp trở tay. Thiên điều Vân nhanh chóng chặn thanh kiếm bên phải mình lại. Còn 36 món vũ khí khác Ta hiểu rồi Lý Hưu Thị đưa kiếm về phía trước Thanh kiếm lập tức đi xuyên qua kẽ hở vừa rồi Chuyện đồng kiếm của hắn Hết sức mượn mà Khi đối phương khó lòng mà dự đoán được Thế nhưng Thiên Nhiều Vân đã dùng hai ngón tay Chặn đứng thanh kiếm đó lại Khiến Lý Hưu Thị không dấu nổi vẻ kinh ngạc Võ công tốt đấy Người đã lợi dụng thời cơ Để tấn công vào kẽ hở một luồng năng lượng mạnh mẽ ông được giải phóng từ tay thiên điêu vân lời rào đang kẹp giữa hai ngón tay hắn lập tức bị phá vỡ kiếm của ta lê hữu thi nhăn nhó kêu lên hắn cảm thấy hết sức tức giận vì thanh kiếm từng đồng hành cùng mình bao năm qua đã bị phá hỏng người ấy làm vỡ kiếm của ta rồi một luồng năng lượng mãnh liệt tỏa ra từ cơ thể lưu hữu thi khác với lúc trước dòng năng lượng này như đang đổi cơn thịnh nộ Lao về phía thiên địa vấn như một cơn bão Lại là thứ năng lượng đó Huyền Phụng nhíu mày Thứ năng lượng này Mang một loại sát khí rất đáng sợ Một lần nữa Mặt lì Hiếu thì lại chuyển đỏ Cùng với tất cả những món vũ khí kia Đây là Thiên địa Vân như mày Chỉ trong chốc lát Liêu Hiếu thì đã trở nên mạnh hơn rất nhiều Quả thực là đáng kinh ngạc Liều Hiếu Thị chật cầm một chiếc thương lên rồi ném về phía Thiên địa Vân. Dường như Liều Hiếu Thị đang dồn hết sự tức giận vào những đòn tấn công này, hòng giết chết Thiên Diêu Vân. Thế nhưng, Thiên Diêu Vân vẫn đứng yên, không hề di chuyển đến một bước. Thế đòn tấn công của mình không có tác dụng, Liều Hiếu Thị lại càng cảm thấy tức giận hơn. Thiên Điều Vân bỗng nói, Đây là lần đầu tiên ta được thấy cảnh này, Thiên Sát Tinh. Nghe hắn nói vậy Liều hiếu thị bông nhíu mày Đôi mắt nhuốm màu sát khí của hắn Đã dần trở lại bình thường Ta đã mất bình tĩnh Liều hiếu thị mím chặt môi Hắn đã từng hứa với ông nội hai điều Đầu tiên Không bao giờ được để kẻ khác Biết tuổi tác thật của mình Và thứ hai Không được để người ngoài phát hiện ra rằng Hắn là thiên sát tinh Thiên sát tinh Là linh hồn được sinh ra Dưới sao chiếu mệnh mang sát khí đậm đặc Nhưng người này mang một số phận bị nguyên rùa Với nguồn năng lượng đặc biệt Họ dễ dàng mất kiểm soát bản thân Và giết chết bất cứ ai xung quanh Thật không ngờ Theo như những truyền thuyết xưa Nếu bị phát hiện Thiên sát tinh phải bị giết chết ngay lập tức Thế nhưng Thiên Như Vân lại cảm thấy khá hứng thú với hắn Chết tiệt Liệu hiểu thì cảm thấy mình phải chạy trốn Trong suốt 90 năm hắn đã chăm chỉ tu tâm cố gắng kiểm soát bản thân hắn vốn tưởng rằng mình đã thành công cho đến ngày hôm nay có người đã phát hiện ra rằng hắn là thiên sát tinh liêu hiếu Thì quyết định rút lui xong thiên điệu vân bỗng đến gần hắn hả thiên tinh sát quả thực rất mạnh cái gì bỗng nhiên bàn tay của thiên điệu vân đâm thẳng vào ngực liêu hiếu Thì lực tấn công mạnh đến mức mặt đất cũng phải rung lên. Cơ thể Lưu Hiếu Thị bị bật mạnh về phía sau. Tuy nhiên, Hàn Vân kịp dùng nội lực để giảm lực tác động của đòn tấn công ấy. Cơ thể Lưu Hiếu Thị quả thực là đáng kinh ngạc. Tuy bị đấm một đòn mạnh, chẳng mấy chốc hắn đã hồi phục. Thế nhưng, cơ đau đớn vẫn chưa biến mất. Thiên Điều Vân bỗng xuất hiện phía sau hắn. Người hồi phục nhanh thật đấy. Thiên Điều Vân lại một lần nữa dùng tay Đập đầu Lưu Hữu Thi xuống mặt đất Máu tua ra từ chán Lưu Hữu Thi Cổ hắn đã gãy làm đôi Hệ trường 134 Chúng ta cùng nghe tiếp trường 135 Thiên sát tinh Khi mới đặt chân vào ma giáo quan Thì Nhiều Vân đã may mắn có được Một trong những võ sư mạnh nhất thời bấy giờ Nhận làm đệ tử Sư phụ hắn không ai khác Chính là nhiếp mãnh hiếu hộ pháp của ma giáo Đồng thời là một trợ thủ đắc lực của giáo chủ Ngay từ lần đầu gặp mặt Nhếp mãnh đã có ấn tượng với đứa trẻ kiên cường này Và cuối cùng hắn quyết định Nhận Thiên Như Vân làm đệ tử Bật chậm những luật lệ hà khắc Và sức ép của các đại gia tộc trong ma giáo <laughs> tiểu tử thối Chồng người cũng đâu có đến nỗi công thuộc dạng nhanh nhẹn Khí chất không tồi Vậy mà vẫn chưa có ai nhìn chúng ngươi sao? Đó là những lời đầu tiên nhiếp mãnh nói với Thiên Điêu Vân. Nhờ có sự giúp đỡ của Nano khi đó, thể chất và khí tức của Thiên Điêu Vân đã được điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện luyện võ. Ngay cả nhiếp mãnh cũng ngầm bị ấn tượng bởi những gì hắn có. Kỳ lạ, quả thực rất kỳ lạ. Còn không hề có thể chất tuyệt võ, vậy mà sao cơ thể lại săn chắc như vậy? Thể chất tuyệt võ đó là cái gì vậy? <laughs> Tò mò sao? Nếu kể ra thì ta nói đến mai cũng không hết. Nhưng đại khái, đó là một loại thể chất đặc biệt, hoàn toàn phù hợp để luyện võ. Một thể chất đặc biệt sao? Cha, để xem nào. Nếu phân loại chi tiết thì có vô vàn loại thể chất khác nhau. Nhưng bây thứ đó, con không cần phải bận tâm làm gì nhiều. Chỉ cần nhớ rằng cứ một ngàn năm trôi qua sẽ có một người sở hữu thể chất tuyệt võ đó một ngàn năm quả là hiếm thấy lệ sử có ghi chép lại thiên ma sư tổ của ma giáo chúng ta chính là người đã sáng lập nên ma giáo đã được trời phú cho thể chất tuyệt võ thiên võ thể đây cũng chính là loại thể chất mạnh nhất phù hợp nhất để luyện võ bất kỳ ai sở hữu loại thể chất này đều mạnh hơn gấp hai ba lần người bình thường thậm chí còn vượt qua cả giới hạn phàm nhân trong giang hồ cả nghìn năm mới có một người như vậy trên thực tế những loại thể chất khác cũng không thể xem thường nhưng không gì có thể so được với thiên võ thể bởi chúng đều có yếu điểm và hạn chế nhất định hạn chế sao hạn chế như thế nào người ta nói rằng cơ thể muốn tồn tại được là nhờ âm dương Dương thịnh âm suy Hay âm thịnh dương suy Lâu ngày ắt sẽ gây họa Khó sống qua tuổi 20 Mà dù năng lượng phát ra vô cùng vượt trội Đối với ta Hài hòa âm dương Mới là yếu tố cốt lõi 20 năm thôi sao Đúng là bất hạnh Quả thực trong võ lâm Rất nhiều người sẵn sàng hy sinh tuổi thọ của mình Để gia tăng khí tức khi thiên Điệp vân còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ về chuyện này thì nhiếp mãnh đột nhiên nói à phải rồi có một loại thể chất có thể sánh ngang với thiên võ thể huyết sát thể đó là gì vậy huyết sát thể có được khi một người sinh ra được thiên sát tinh chiếu mệnh thật là hoang đường ta biết con sẽ cảm thấy như vậy bản thân ta công không chắc thứ đó liệu có tồn tại hay không Nhưng hay nhớ rằng Thứ này đặc biệt nguy hiểm Tại sao lại nguy hiểm Tương truyền rằng Linh hồn sinh ra Được thiên sát tinh chiếu mệnh Sẽ mang trong mình sát khí đậm đặc Là những kẻ hung bạo Hủy diệt chúng sinh Hủy diệt chúng sinh Thật sự khủng khiếp đến vậy sao Thiên sát tinh đã từng xuất hiện trên thế giới này chưa Tính đến thời điểm hiện tại Chưa ai nhắc đến sự tồn tại của nó Tuy nhiên Cổ sử lưu lại rằng Nếu gặp thiên sát tinh Thì chắc chắn phải tiêu diệt hắn Không chỉ để bảo vệ sự an nguy của võ lâm Mà còn vì lợi ích của dân thường Cùng vì lý do này Thiên Điều Vân cho rằng Thiên sát tinh sẽ không bao giờ xuất hiện Sư phụ Nhưng làm thế nào Để nhận biết được kẻ đó Có phải thiên sát tinh hay không đơn giản thôi Thiên sát tinh rất đặc biệt Nếu như ta kiểm soát được những kẻ đó thì sao Kiểm soát ư ừ. Nhập mạnh nhíu mày nhìn thiên như vân Xứng lại vài giây Hắn mới đáp lời <laughs> Thiên sát tinh Luôn mang trong mình sát khí Và thường dùng năng lượng đặc biệt Để che giấu sát khí đó đi Nhưng dù vậy Muốn cảm nhận được sát khí ấy Lại vô cùng dễ dàng Dễ như thế nào ừ, Như này Dòng máu đỏ tươi chảy dài trên gương mặt Của Lưu Hữu Thi Cả thân hình hắn lào đảo siêu vẹo Đi được mấy bước thì ngã gục Cổ hắn bị bẹt quạt một cách kỳ lạ Vẫn chưa được Lần này Thì Điều Vân tôm lấy cổ áo của Lưu Hữu Thi Rồi tung một cước vào bụng hắn Sang mặt Lưu Hữu Thi Tái đi vì đau đớn Mặc dù hắn vẫn còn sức để chống trả Và hồi phục vết thương Cơn đau vẫn khiến tâm trí hắn tê dại Quá mạnh Thiên Niêu Vân thầm nghĩ Liêu Hiếu Thi cằn mặt nhìn Thiên Niêu Vân Bằng ánh mắt đầy sát khí Mặc dù cơn đau Xâm chiếm toàn bộ cơ thể Hắn ta vẫn cắn răng chịu đựng Thiên Niêu Vân chiến đấu rất nhiều nhưng hiếm khi nào Hắn gặp được kẻ có ý chí kiên cường Như Liêu Hiếu Thi Liêu Hiếu Thi nghiến rằng Cơn đau không dứt này Chỉ khiến sự căm hận trong hắn dâng lên Để kiềm nén con quỷ bên trong mình Hắn nhầm lại những lời ra ra hắn Đã truyền dạy từ lâu Xưa kia Một võ tăng danh bất hư truyền Đã viết ra thiên kinh Để cai trị và kiểm soát tâm trí Như một mặt hồ phẳng lặng soi bóng ánh trăng Sáng tỏ tâm trí Gột rửa khốn nạn Tên khốn này Lý Hưu Thị nhầm đọc những lời nhiệm để kiềm chế cơn giận Đang sụp sôi trong lòng Thế nhưng nếu cơn đào truyền đến từ bụng Lại không ngừng cản trở hắn Trong đầu hắn giờ đây Chỉ có một ý nghĩ duy nhất Đó là giết chết Người đang đứng trước mặt Thiên Điêu Vân Lý Hưu Thi hét lớn Sau đó Hắn chạy tới chỗ Thiên Điêu Vân Ta sẽ giết người Tên khốn kiếp So với lần trước thì lần này Hắn nhanh hơn rất nhiều Đôi mắt hắn đỏ rực lên Hắn ta có thật sự có còn là con người không Huyền Phụng cắn lưỡi Thứ năng lượng mà Lưu Hữu Thi tỏa ra Hoàn toàn không giống với thứ năng lượng Của một người bình thường Thiên Điều Vân vẫn đứng yên tại chỗ Hắn chỉ dùng một tay Để chặn năm đấm của Lưu Hữu Thi Mạnh hơn Mạnh hơn nữa Ta sẽ giết chết ngươi Sát khí của Lưu Hữu Thi Ngày càng mãnh liệt Dù đã bị đả thương nghiêm trọng Nhưng lực từ mỗi cô đấm của Lưu Hữu Thi không hề thuyên giảm Sức mạnh của hắn sẽ gia tăng Khi sát khí tăng cao Thì Niệm Vân cảm nhận được điều này Thì không khỏi nhíu mày Nếu thật sự là như vậy Thì chẳng phải sức mạnh của Lưu Hiếu Thi Là không có giới hạn hay sao Lưu Hiếu Thi Lại hét lên đầy phẫn uất Ta sẽ giết chết ngươi Không phải ngươi không được phép Làm như vậy sao ừ, Ngươi nói vậy là có ý gì Nhân lúc Liêu Hiếu Thi sơ xuất Thiên Điều Vân tóm chặt lấy cổ hắn Thế rồi Thiên Điều Vân đập mạnh đầu hắn xuống nền đất Trong bán kính 5 mét xung quanh hai người Niệm Vân Đất bắt đầu lan rộng Ồ oh, Người mạnh như vậy Nhưng có chịu được thứ này không Mặc dù đòn này của Thiên Niệm Vân Không hạ gục được Liêu Hiếu Thi Để công khiến hắn ta dừng lại vài giây Cơ thể Liêu Hiếu Thi vặn vẹo đến khó coi Hắn quay người lại Nhìn Thiên Nhiên Vân với ánh mắt cầm phẫn Thiên Nhiên Vân siết chặt tay mình Thế nhưng hắn bốc cảm nhận được điều kỳ lạ Thứ năng lượng này là gì? Bông nhiên một làn sương bổ đỏ từ đâu tỏa ra Đẩy lùi Thiên Như Vân về phía sau Thiên Nhiên Vân nhíu mày Chẳng phải đây là huyết sát thể sao? Đây quả thực không phải sức mạnh thể chất bình thường Đây mới chỉ là bước dạo đầu để khởi dậy sát khí tiềm ẩn trong hắn lý do mà thiên như vân tiếp tục tấn công và nói những lời khích tướng với lưu hữu thi là muốn lợi dụng cơn thịnh nộ trong lưu hữu thi để hắn bộc lộ bản chất của mình vùng đất mà bị màn xương đỏ bao trùm bắt đầu tan chảy lưu hữu thi được biến thành một con người hoàn toàn khác hắn giang rộng hai tay ra và luồng năng lượng mang theo sát khí mãnh liệt đó cũng sải rộng ra như đôi cánh Hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát Nên Thiên Như Vân hắn nói Ta chắc chắn sẽ giết ngươi Hắn ta nói với giọng như thể Đã lấy lại được bình tĩnh Hắn nhìn Thiên Như Vân Rồi những võ sư phía xa Và rồi nhìn huyền phụng Tất cả các người sẽ phải trả giá Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi Giọng nói của hắn như thể Đã bị nghiệp sinh tử chi phối Theo sử sách Khi thiên sát tinh Lộ dạng hoàn chỉnh Hắn sẽ phá hủy tất cả những gì ngáng đường hắn Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi Liêu Hiếu Thi phóng tới chốt thiên như vân Huyền Phụng run sợ trước sát khí của Liêu Hiếu Thi Hắn hét lên Thiên ma giáo chủ hiếm khi nào Huyền Phụng cảm thấy bất an cho thiên như vân như vậy Thế nhưng đối với Liêu Hiếu Thi Và nguồn sát khí mãnh liệt của hắn ta Huyền Phụng sợ rằng Thiên Điêu Vân sẽ bị đả thương ấy vậy mà khi đối diện với sát khí đang sục sôi kia thiên nhiêu vân chỉ khẽ nhách môi rồi rút kiếm liệu hữu Thị đang lao đi như điên tới chỗ thiên Điều vân bỗng nhiên dừng lại hắn ôm chặt lấy ngực trái đang đau quặn của mình một thanh tâm kiếm đang gắn chặt trong tim hắn liệu hữu thì không ngừng run rẩy thậm chí hắn còn thổ huyết hắn cố đẩy tâm kiếm ra nhưng không thể càng cố gắng bao nhiêu Cơn đau truyền đến lại càng thêm dữ dội Người ừ. chớ làm gì dại dột Thiên Điều Vân bằng lãnh nói Thiên Điều Vân vừa dứt lời Thì Lưu Hiếu Thi lại tiếp tục ho khan Sức mạnh đó của ngươi Không thể nào lấy ra thanh kiếm của ta đâu Thiên Điều Vân đưa tay lên Và bốn thanh vô ảnh kiếm xuất hiện Rồi đồng loạt lao tới chỗ Lưu Hiếu Thi Với tốc độ nhanh đến chóng mặt Cơ thể của Lưu Hiếu Thị ngã hụy xuống Hắn tàn lầm bẩm Làm thế nào Mà người vượt qua được Cảm nhận được cơn đau do tâm kiếm gây ra Có vẻ như hắn đã lấy lại Được phần nào sự tỉnh táo của mình Bộ giam trên cơ thể Vừa là một vũ khí Vừa là lá chắn hoàn hảo Để hắn khống chế cảm xúc của mình Và nước huyệt đạo được phong ấn Để ngăn chặn sát khí của hắn Đã bị xuyên thủng thiên nhiêu vân bước đến phía trước lưu Hiếu thi rồi nói có vẻ như ý thức của ngươi đã trở lại lưu Hiếu thi hoàn toàn bất ngờ trước những lời thiên Niêu vân vừa nói sao ngươi có thể à! cơn đau ở ngực trái của hắn quá lớn như thể thanh tâm kiếm đang băm vằm trái tim hắn ra thành trăm mảnh nếu không nhờ có sức mạnh của thiên sát tinh lưu Hiếu thi đã không thể trụ đến lúc này gia gia của ngươi hẳn không biết ngươi là một thiên sát tinh và cả việc ngươi hoàn toàn bị kiểm soát bởi nó Liễu hưu thì lúc này hoàn toàn quy phục trước sức mạnh của thiên như vân hắn miễn cưỡng gật đầu ngoài gia gia thì kẻ này đích thị là quái nhân Liễu hưu thì trong lòng thầm nhận xét điều này bản thân hắn ta cũng phải thấy bất ngờ bởi ngoài gia gia hắn thiên như vân là người đầu tiên có thể khiến Lưu Hữu Thi bình tĩnh trở lại. Làm thế nào mà hắn ta làm được chuyện đó? Liệu có phải là do nguồn năng lượng vừa xâm nhập vào cơ thể ta không? Lưu Hữu Thi tìm bốn thanh vô ảnh kiếm màu đen đang ghi chặt tay chân của mình. Nguồn hắc khí kỳ lạ thâm nhập vào cơ thể Lưu Hữu Thi dường như đang chân áp sự hỗn loạn chảy trong huyết mạch hắn. Năng lượng mới này có thể chặn nguồn sát khí đó sao? Liệu Hiếu Thì nhìn sang Thiên Điêu Vân. Hắn nhận thấy người đang đứng trước mặt mình bây giờ là một trở ngại lớn. Liệu Hiếu Thì nhận thấy mình khó có thể mà vượt qua đường hắn. Đây chẳng khác nào một sự sỉ nhục trong lòng hắn. Liệu Hiếu Thì thừa nhận. À, Tạ đầu hàng. Liệu Hiếu Thì nhìn xuống và không nói thêm lời nào. Thiên Điêu Vân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thì Lưu Hiệu Thì nói tiếp Xin hãy thu nhận ta Làm đồ đệ Nhận người làm đệ tử sao Thiên như Vân hoàn toàn không ngờ tới chuyện này Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày Thiên sát tinh Một hắn thu nhận làm đồ đệ Vừa mấy lúc trước Người này vẫn còn khăng khăng Muốn đấu tay đôi với mình Và muốn lấy mạng Thiên Như Vân cơ mà Xin hãy dạy ta về thanh kiếm này Liêu Hiếu Thi liếc nhìn những thanh vô ảnh kiếm màu đen vẫn đang đâm chặt vào tứ chi của hắn. Thứ mà hắn ta đang nhắc tới chính là thiên ma năng lượng. Cười đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ kẻ thù của mình sao? Thật là nực cười. Ta biết với sức mạnh hiện tại của mình ta không thể nào đánh bại được ngươi. Xin hãy nhận ta làm đồ đệ. Thiên Như Vân nhìn Lưu Hiếu Thi suy xét có vẻ như ý chí đánh bại hắn của người kia vẫn chưa nguôi mục đích của ngươi thật hèn hạ ta ta sẽ vượt qua điều này Chỉ người cũng biết là với sức mạnh hiện tại của ngươi không ai xứng đáng làm đối thủ của ngươi cả chẳng phải cuộc sống sẽ rất vô vị khi không có đối thủ xứng tầm sao liệu hưu thì nhìn thiên diêu vân bằng ánh mắt kiên định thế nhưng địa bộ này của hắn chỉ khiến Thiên Điêu Vân bật cười Đây là lần đầu tiên Có người nói những điều như vậy với hắn Vì vậy nên ta Phải huấn luyện kẻ sau này Sẽ kề đao bên cổ ta ư Nghe thấy Thiên Điêu Vân nói vậy Thì Lưu Hiếu Thi liền đả một nụ cười Hắn biết những lời của mình Đã tác động đến Thiên Điêu Vân Người chắc là mình sẽ không bao giờ hối hận Về chuyện này chứ Thiên Điêu Vân nhìn xuống Và rồi Thiên ma kiếm đâm xuyên qua cơ thể Lưu Hiếu Thi Vẻ mặt Lưu Hiếu Thi hoang mang tột độ Xin hãy nhận ta Làm đồ đệ Của Thiên Điều Vân đi xuống với vẻ mặt lạnh lùng Xem ra người chờ nắm rõ Tình hình hiện tại rồi Người cũng chưa có thất vọng Ta sẽ chấp thuận người Làm u linh của ta Một nguồn năng lượng màu xanh lam Tỏa ra từ thanh kiếm và xâm nhập toàn bộ cơ thể lưu hữu thi sinh khí của hắn nhanh chóng bị rút cạn toàn thân chỉ còn một màu trắng bạch thế vậy Thiên điều vân hài lòng nói huyết sát thể và u linh khí quả là một sự kết hợp hoàn hảo hết chương 135 kết thúc phần đọc của ngày hôm nay thật là dại khi rất là mạnh rồi nhưng mà đi khiêu khích thiên điêu vân thế là bị biến thành u linh luôn <laughs> Không cái dạy nào bằng cái dạy nào